Vâng, thưa quý vị, tất cả những cái sự kiện mà trong đời sống của chúng ta, rồi ngay cả những cái cách thức mà mỗi một sự kiện nào có cái vấn đề chính trị hóa trong đó đúng hay sai, thì trở lại cái vấn đề này, chúng ta thấy trong cái thời gian qua, cái nguồn gốc của cái con virus corona này đã dẫn đến những sự đổ lỗi, rồi ngay cả những vụ kiện mà quý vị thấy là từ những tiểu bang hay là ngay cả trên thế giới kiện Trung Quốc. Thì những cái sự tranh cãi này, thưa quý vị, thì Lệ Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị những cái tin tức mà National Geographic đưa ra trong một cái cuộc trò chuyện với lại ông bác sĩ tiến sĩ Anthony Fauci. Thì sự kiện này, thưa quý vị, ông gọi đây là một cái sự tranh cãi rất là vòng vo, do đó ông đưa ra những cái sự kiện, những cái tin tức, những cái vấn đề mà khoa học. Thì bác sĩ Fauci có nói rằng là nếu mà quý vị nhìn vào cái sự tiến hóa của cái con virus này, của virus trong loài dơi và những gì đang có bây giờ, chứng cớ khoa học rất là vô cùng mạnh mẽ để nghiêng về một cái hướng là không thể nào bị thao túng một cách giả mạo hay là thao túng một cách cố tình. Tất cả mọi thứ về cái sự tiến hóa qua thời gian mạnh mẽ chỉ ra là con virus Corona này đã tiến hóa trong tự nhiên và sau đó nhảy vào các loài, và dựa vào chứng cứ khoa học thì ông bác sĩ Fauci ông đã quay lưng lại với cái giả thuyết là có ai đó tìm ra cái con virus Corona này trong cái môi trường tự nhiên, rồi mang cái con virus này vào phòng thí nghiệm và rồi tình cờ bị phát tán ra ngoài. Do đó ông nói rằng những gì mà ông trả lời trong cái cuộc trò chuyện với National Geographic trong ngày thứ hai, ông kết thúc, ông cho rằng đó là một cái cuộc tranh cãi rất là vòng vo và chúng ta phải dựa vào chứng cứ khoa học. Một điều mà ông bác sĩ Fauci ông nhắc nhở chúng ta đó, điều mà những nhà khoa học quan ngại nhất là Hoa Kỳ sẽ bị thách thức trong cái mùa thu và mùa đông của năm nay sắp tới. Bởi vì cái đợt dịch COVID-19 thứ hai này sẽ xảy ra nếu mà Hoa Kỳ không giảm cái tỷ lệ nhiễm bệnh vào mùa hè, tức là cái thời điểm hiện tại. Ông còn nói rằng đáng xấu hổ nếu mà chúng ta thật sự không đủ xét nghiệm cho người dân của Mỹ, và vào cái lúc mà cái con virus này nó có thể quay trở lại vào mùa thu và mùa đông. Cái điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở nhau là cần bảo đảm là chúng ta không chỉ có cái nguồn cung cấp xét nghiệm đầy đủ trước đợt dịch thứ hai, mà chúng ta còn phải bảo đảm là chúng ta có cả một cái hệ thống để xét nghiệm cho người dân Mỹ. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Và ông cũng kết luận là ông không nghĩ là con virus này nó sẽ biến mất nha, thưa quý vị. Con virus này nó vẫn sẽ ở đâu đó, và nếu cái cơ hội có thì nó cũng sẽ quay trở lại. Và khi mà nó quay trở lại thì nó có thể, thưa quý vị, nó có thể quay trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Thì từ những gì mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị qua lời tuyên bố của ông bác sĩ Anthony Fauci với những cái bằng chứng về khoa học, thì bên cạnh đó ông cũng lạc quan, ông cho rằng là thuốc ngừa sẽ có trong một cái thời gian rất là ngắn. Thì đây cũng là một cái tin vui để cho chúng ta đỡ lo lắng. Và tiếp tục thì thưa với luật sư Duyên, Lệ Ngọc muốn gửi đến cho quý vị thính giả của NVR một nhân vật mà có lẽ là ngày hôm nay quý vị sẽ nghe tới. Đó là ông Rick Bright. Thì ông Rick Bright này, ông cũng là một nhà khoa học về vaccine hàng đầu trước đây. Thì chuyện gì đã xảy ra với ông này khi mà NPR, Lê Ngọc biết là luật sư Duyên thường xuyên nghe đài NPR là National Public Radio nha thưa quý vị, chứ không phải là đài NPR người Việt của chúng ta. Thì NPR đã đưa ra một cái vấn đề là ông này có đưa về một cái hồ sơ khiếu nại mà người ta tố giác, mà Lê Ngọc biết là ông nói rằng là file a whistleblower complaint. Thì chuyện gì với lại ông Brick Bright, thưa luật sư Duyên? Sẽ trả lời về cái ông bác sĩ Rick Price sao, nhưng mà tại vì qua cái trình bày của Lệ Ngọc á, nó nảy cho anh Duyên cái một điều mà anh Duyên cần phải nói là về cái vấn đề là mùa thu và mùa đông này đó. Chúng ta thấy cái ông bác sĩ Fauci ông nói là coronavirus,
vào mùa thu mùa đông này có thể nó quay trở lại, mà cái những cái đợt sóng sắp tới đó nó nguy hiểm ghê lắm, nó còn nguy hiểm hơn bây giờ nhiều. Đứng trước một cái nguy hiểm như vậy mình cần cái gì? Cái leadership, mình dùng cái lịch sử để mình nói chuyện. Chẳng hạn như là khi mà Mỹ mà bị Nhật tấn công ở Trân Châu Cảng đó, thì ông Franklin Roosevelt ông nói cái gì? Ông nói rằng là bây giờ chúng ta đã rơi vào một cái cuộc chiến mà chúng ta không muốn mà. Nhưng mà để mà thắng cái cuộc chiến này đó, nó sẽ trường kỳ, nó sẽ gian khổ, và nó cần tất cả nam nữ thiếu niên phải vào, phải sản xuất. Chúng ta cần bao nhiêu chiếc máy bay, cần bao nhiêu chiếc tàu, cần bao nhiêu chiếc xe tăng, bằng cần bao nhiêu cái khẩu đại pháo, đạn, cần chúng ta cần cái gì, tất cả cho chiến tranh để mà bảo vệ tổ quốc. Đó là cái một người lãnh đạo. Một người lãnh đạo trong thời chiến phải là như vậy, phải nhìn thấy cái trong tương lai và biết mình cần cái gì. Rồi sau cái thời chiến đó là tới mà ông tổng thống thời bình, đó là ông Eisenhower. Ông đi một cái chuyến đi của ông từ California mà lên New York, ông nói đi vậy không mất 1 tháng. Mà cái đó là cái đoàn công cái đoàn mà xe convoy của ông đó, cái đoàn convoy của ông đó là xe nhà binh đó, chạy mà có cái là chuyên viên đàng hoàng để mà đi theo mà chăm sóc đó, mà phải mất cả tháng mới tới New York. Ông nói cái đất nước chúng ta mênh mông như vậy mà chậm vậy đó, mà lỡ có cái chuyện gì xảy ra mà bị địch tấn công ở một nơi mà mình muốn đem binh mình cứu viện đó, thì ông học từ cái bài học chiến tranh thứ hai, mà ông nói cái cách tiến quân của Hitler thần tốc như vậy đó là mình tiêu. Bởi vì như vậy ông vận động tất cả cái quỹ dự trữ liên bang, tất cả những cái người trên quốc hội này nọ, ông vận động một số tiền cực lớn, và nhờ như vậy chúng ta mới có cái hệ thống freeway mà chúng ta đang hưởng bây giờ. Mình tưởng là lâu lắm, 1950 mới có. Thì nói như thế thì cái người lãnh đạo là cái người người ta phải nhìn xa như vậy, và người ta phải, khi người ta nói ra, người ta nói rõ là đây là những điều chúng ta cần và đây là những điều chúng ta phải làm đó, chứ không phải là cái để bây giờ chưa tiện nói, không có, là mà một người lãnh đạo không có thể nói những cái câu như vậy. Vậy thì vào mùa thu và mùa đông này, nếu mà chúng ta, mình cứ tưởng tượng đi, nếu mà chúng ta là trong cái tòa bạch ốc, thì chúng ta là có cái leadership đó, thì cái chuyện là bây giờ người thất nghiệp quá nhiều chứ gì nữa, mở cửa trở lại, tiền của quỹ dự trữ liên bang thay vì cho free đó, mình đổ tiền vô trong mấy cái nhà máy sản xuất cái gì, sản xuất ventilator, sản xuất cái gì, sản xuất cái xuất kiểm nghiệm, mình sản xuất cái testing, tức là những cái vấn đề thử nghiệm nè, mặt nạ nè, rồi ventilator, cái máy mà để máy thở nè, rồi lo đổ tiền vô, nghĩa là thay vì xài tiền tầm bậy, mình làm những cái thuốc chữa bệnh và đồng thời những cái thuốc ngừa vaccine vân vân. Ý tôi gợi ý thôi, dĩ nhiên nó sẽ có nhiều cái mặt mà mình cần phải làm lắm, và làm thế nào mà trong cái thời gian hỗn loạn này, mình nói rằng là tôi sẽ vận động với quốc hội, tôi đưa ra những cái gói mà hàng ngàn tỷ để mà làm lại cái cầu đường, những cái cơ sở hạ tầng, trường học, nhà thương vân vân, chúng ta phải làm lại. Rồi chúng ta phải trong cái lúc mà hỗn loạn như vậy nè, có thể là Trung Quốc và Nga là thừa nước đục thả câu, mà chúng ta phải ủng hộ tiền tuyến như thế nào để cho người ta chiến đấu như thế nào. Đó là một người tổng thống thời chiến. Còn bây giờ đó, Donald Trump với cái đầu như vậy làm sao? Thứ nhất, cái đầu nó đã hẹp rồi, mà cái tật thì nó lớn, cái tật nó lớn hơn cái đầu nữa, làm sao đây? Cho nên liệu chúng ta có thể chịu được một Donald Trump 4 năm nữa hay không? Đó là cái câu mà những người của đảng Cộng Hòa họ nói là họ muốn lấy lại cái đảng, họ không muốn cái đảng Cộng Hòa là cái đảng Trump nữa. Nghe để mà chúng ta suy gẫm. Thì rồi đó, xong cái phần suy gẫm của anh Duyên, cảm ơn Lê Ngọc về cái thời gian để mà quay trở lại về cái ông Rick Bright. Thì chúng ta biết là ông Rick Bright đó, ông là viên chức hàng đầu trong cái việc mà lo về vaccine á, thì ông là cái người mà ông bây giờ ông bị không phải là sa thải, nhưng mà ông bị gọi là đổi nhiệm sở đó, đưa ông vào trong một cái chỗ mà nó không có còn một cái tác động, nó không có còn mạnh mẽ nữa, mà cái giống như là để cho ngồi chơi xơi nước thì đúng hơn. Thì ông nói là bây giờ ông đưa ra,
Ông là một cái người whistleblower, một cái người thổi còi đó, thì ông đưa ra một cái khiếu nại và ông muốn trình bày là tất cả những cái ý kiến của ông mà đưa ra thì bên phía bên tòa Bạch Ốc đó không có lắng nghe. Tòa Bạch Ốc cứ là lo những cái thuốc sốt rét, lo những cái chuyện tầm bậy không, thì đó là cái nguyên nguyên ủy là cái lời của ông như vậy. Như trong trong cái, mình đọc cái văn bản mà ông nói như vậy, thế tóm lại là ông nói trong cái một chiến đấu mà chống coronavirus này đó, thì tòa Bạch Ốc đã không có lắng nghe những cái lời khuyên khoa học mà chỉ là đổ tiền đầu tư vào, ủng hộ vào những cái công ty dược phẩm mà nó có thân cận xa gần gì với tòa Bạch Ốc đó, là những cái công ty dược phẩm mà chế tạo ra cái thuốc hydroxychloroquine đó, thuốc mà trị sốt rét đó. Thực sự ra đọc thì đọc như vậy, biết là cái lời khiếu nại của ông nó không có cái gì mà gọi là sai trái đó, nhưng mà những cái điều mà ông nói đó mình đã biết trước rồi, mình đã những cái thông tin nó đã rộ ra như vậy rồi, thành ra cái lời mà cáo buộc của ông nó không có cái tính cách mạnh mẽ nữa. Và bây giờ thường thường người ta nói mình làm một cái whistleblower đó là chỉ vì cái nguy hiểm đó nó lớn và nó kề cận mà nó có tính cách kéo dài, nó nguy hiểm thì người ta ngại, nhưng mà tất cả những điều ông nói thì mọi người đã biết hết rồi, thì mình không có còn cái gì lạ nữa. Thêm một cái điểm thứ hai nữa là bây giờ mình nhớ lại cái hồi mà Tổng thống Trump mà gọi qua bên Ukraine rồi muốn lũng đoạn cái muốn 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 áp lực Ukraine, rồi bứng cái bà đại sứ vân vân làm như vậy, mà tất cả như vậy bên cạnh là làm như vậy là để trù dập ông Biden, mà bên cạnh đó nữa là để rửa cái danh cho Nga đó, tức là Nga không có quấy rối, chính Ukraine mới quấy rối đó. Đó là những cái chuyện làm nó rất là kinh khủng, và những cái làn sóng mà gọi là chống đối đó, whistleblower thời đó đó, họ chống đối rất là mạnh, từ Vinh Minh rồi cho tới mấy bà đại sứ Yanukovych vân vân, họ ra họ nói, mà đưa tới cái chuyện mà impeach đi nữa cũng không có bứng được Donald Trump ra khỏi cái tòa Bạch Ốc, chỉ vì cái thượng viện nó vẫn còn nằm ở trong tay của cái đám Sanders và Mitch, của Mitch McConnell. Thì cho nên yes, những cái lời cáo buộc của ông không có cái gì sai trái hết đó, ông làm đúng, nhưng mà hỏi rằng cái hệ quả về chính trị đối với lại Donald Trump thì mình sẽ không thấy gì cả. Ông muốn lên ông tuyên bố gì, nhưng mà bây giờ bảo rằng là trong cái lúc mà đang chống đại dịch, đang ra những cái gói tiền để mà lo cho dân này, mà biểu bà Pelosi là có điều tra hay không, có impeach hay không này nọ, anh Duyên ngờ rằng là cái tác dụng về chính trị hoặc là về luật pháp đối với những cái sai trái của tòa Bạch Ốc trong cái vụ này đó, nó bị mờ trong cả khối lượng những cái thông tin mà nó còn bậy hơn nhiều đó, nó khiến cho cái lời mà tố cáo của ông nó không có cái sức mạnh tự nhiên của một cái người whistleblower. Thì nghe tin thì anh Duyên nghe tin như vậy, nhưng mà anh Duyên vẫn nghĩ rằng là rồi cái chuyện này nó cũng không có tạo ra được một cái hệ quả nào hết, và ông Trump ông vẫn tiếp tục ông làm theo cái hướng của ông thôi à. Trở lại với đây không? Dạ vâng, bên cạnh những cái vấn đề mà kệ thưa rồi vấn đề pháp lý thưa với lại luật sư Duyên, không biết là luật sư Duyên có ghi nhận một cái sự kiện nào mới liên quan đến vấn đề gọi là chính quyền của Tổng thống Donald Trump về vấn đề chương trình bảo hiểm sức khỏe vừa túi tiền chúng ta hay gọi là Obamacare hay không trong những ngày vừa mới qua đây thưa luật sư Duyên? Trong chương trình thứ hai thì Lệ Ngọc Văn Duyên có chia sẻ với quý thính giả rồi đó. Obamacare luôn luôn bị thử thách bởi cái nhóm mà họ muốn bứng bỏ cái chuyện đó. Thì những cái lần đầu tiên là một một cái hồ sơ mà muốn 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 rút ruột Obamacare đó, là cái hồ sơ mà 12 tỷ đó, mình nói về cái risk corridor đó, tức là cái tiền đó là cái tiền mà cái quỹ mà liên bang mình hứa trả cho mấy công ty bảo hiểm,
là tại vì mình ép các công ty bảo hiểm là phải bán bảo hiểm cho những người mà bị những cái bệnh trầm kha trước đó, chẳng hạn bệnh ung thư, bệnh thận, rồi bệnh cao máu vân vân, đại khái như thế mình phải bán. Thì khi người ta bán như vậy thì người ta sẽ assume cái risk, cái rủi ro là cái tiền chi phí nhà thương cao quá. Thì chính quyền nói rằng là nếu mà trong trường hợp như vậy chính quyền quyền sẽ bồi hoàn, thì cái đó nó gọi là cái risk corridor. Thì bây giờ người ta đưa cái bill 12 tỷ, Donald Trump nói không trả, muốn giật. Cái case đó đã thua rồi, có nghĩa là bây giờ phải trả tiền cho người ta, mình đã xong cái case đó. Cái case thứ hai mà lúc mà trình bày cái chuyện đó thì anh Duyên với Lê Ngọc có chia sẻ đó rằng là mình chờ cái case sắp tới, tức là cái case bây giờ nè, tức là một ông quan tòa của ông Trump ở bên Texas, ông nói rằng là hãy có một điều khoản gì đó trong ép người ta đi mua bảo hiểm mà cái đó mà nó lấn cấn, nó sai đó, thì toàn bộ cái luật Obamacare này phải 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 bị là vi hiến, phải bị hủy luôn. Những cái phân tích trong chương trình trước thì mình đã nói rồi. Rồi bây giờ cứ kiện nhau thì lên, bây giờ lên, bây giờ nó đang nằm trong tối cao, trong tay của tối cao pháp viện, và tuần tới là tối cao pháp viện sẽ lắng nghe cái case của Obamacare này rồi. Xin lỗi, ngày hôm nay chứ, ngày hôm nay là cái ngày thứ tư này, lúc mà anh Duyên với Lê Ngọc đang nói chuyện là ngày thứ tư này, là cái hạn cuối cùng để mà chính phủ đưa ra những cái brief, những cái lý đoán của mình để mà đánh gục cái Obamacare. Tuần tới tòa sẽ lắng nghe, cái tối cao pháp viện gồm 9 vị nó sẽ lắng nghe. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì ông Bill Barr ông lên tiếng, ông nói là ông muốn là cái bên phía bên chính phủ đó đừng có nỗ lực mà đánh gục cái Obamacare, có nghĩa là phá vỡ luôn cái luật này, là tại vì mấy chục triệu người Mỹ đang nhờ nó, mà là một, và thứ hai cái đại dịch coronavirus này đó lại xảy ra, người ta đang cần, mà nếu mà giả sử làm tiếp tục cái nỗ lực đó, không biết thắng hay thua, nhưng mà cái nỗ lực mà gọi là đập vỡ cái hệ thống y tế mà đang bảo vệ cho người ta đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá phiếu của người ta vào tháng 11 này. Tòa Bạch Ốc cũng rung rinh và cái Thượng viện cũng sẽ rung rinh nữa. Thì đó là những cái điều mà mình nghe, cho nên ít ra trong cái đám mà gọi là cuồng đó, lâu 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 thì Bill Barr là cũng là một tay cuồng nặng đó, nhưng mà ít ra nó cũng còn biết giật mình đó. Nó là đừng có phá cái Obamacare, bởi vì phá Obamacare là coi như là tận số đó, là dân Mỹ họ sẽ tính sổ với mình đó. Thì cái lời Bill Barr nói ngày hôm qua nó chỉ có cái ý nghĩa đó thôi. Thì Bill Barr nói thì Bill Barr nói, nhưng mà khi vào tới cái giây phút mà sát của cái cuộc tranh tranh biện cái tòa, mà mình không có biết là bên phía bên chính phủ dưới cái thời của ông Trump này đó, ông có chịu ngừng lại hay không, hay là bởi vì ông còn vẫn còn nghiến răng nghiến lợi, hay có cái chữ Obama là ông ghét, mà nhiều khi ông muốn rút ra, ông muốn là đập cho nó vỡ cũng có nữa, mình không biết được. Nhưng mà một cái lời khuyên, một cái words of wisdom, một cái lời khuyên đó là thận trọng của Bill Barr, nó nói rằng là đừng có làm nỗ lực phá cái Obamacare, là bởi vì phá Obamacare có nghĩa là mình sẽ phải trả giá vào tháng 11 này, chỉ có ý nghĩa đó thôi. Trở lại với đây không? Dạ vâng, chúng ta đã thấy là ngay cả những chính khách ở ngay trong Đảng Cộng Hòa họ cũng còn nhắc nhở nhau nữa thưa quý vị. Thì khi mà nói đến vấn đề luật pháp thì thưa với luật sư Duyên, Supreme Court, tòa án tối cao, thì Lê Ngọc đang thấy có những cái tin tức cho rằng là tòa án tối cao đang xét xử những cái vụ kiện mà miễn trừ tổng thống lớn nhất mà kể từ thời kỳ của ông Nixon. Thì nói đến vấn đề này thì những cái trường hợp mà những cái trác hầu tòa của Tổng thống Donald Trump như thế nào, rồi những cái vấn đề này còn họ còn nhắc đến là thật sự những cái sự kiện này nói đến cái vấn đề là Tổng thống Donald Trump có ở trên đứng trên luật pháp hay không, thì chúng ta thấy khi mà cái con virus corona
này nó bắt đầu trở thành một cái đại dịch, thì hầu như tất cả những cái tin tức hàng ngày đều nói đến cái vấn đề coronavirus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, có lẽ là chúng ta đã bỏ quên qua nào những cái tình hình ở Trung Đông, thế giới, Israel, Iran hay là tất cả những cái sự kiện khác đều bị lu mờ trước cái con virus này. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà nói đến cái vấn đề luật pháp, thì thưa với luật sư Duyên có ghi nhận những cái tin tức gì từ tòa án tối cao về những cái vụ kiện này hay không ạ? Sẽ trả lời những cái vụ kiện đó, nhưng mà tại vì Lệ Ngọc mới vừa nói đó, cái câu làm anh Duyên cũng nghĩ. Lệ Ngọc nói là hình như cái tin corona này nó kinh hoàng quá, là mình quên những cái chuyện xảy ra ở những nơi khác. Thì cái câu trả lời thứ nhất là yes, mình có quên đi những cái hiện tượng lẽ ra là bình thường đó, những hiện tượng đó ghê gớm lắm, nhưng mà corona mà nó làm tê liệt hết thì mình quên. Chẳng hạn những cái vụ mà đấu tranh về giá dầu hỏa này nọ, rồi những cái diễn biến xảy ra ở Venezuela đó, bình thường chắc là những cái tin đó hay lắm, nhưng mà bây giờ người ta không định không nói tới nó nữa. Và bên cạnh có định thêm một cái điều thứ hai nữa là sợ cái tin về thế giới nó cũng ít đi nhiều, là tại vì corona nó làm tê liệt không phải chỉ có nước Mỹ mình không, mà nó làm tê liệt toàn thế giới. Cái này mình nói bình thường đó là những cái lực lượng mà đối đầu với nhau về quân sự này nọ đó, họ hay chiến đấu, họ hay bắn nhau ào ào lắm, nhưng mà khi mà coronavirus này mà nó bung ra rồi đó, thì ai cũng xuống hầm trú ẩn hết trơn. Thành ra ngay cả những cái lực lượng mà những cái cuộc gọi là đối kháng mạnh mẽ mà ở Trung Đông, như là giữa Iran và những cái lực lượng khác đó, mình nghe im lìm luôn, là tại vì với cái dịch bệnh như thế này đó, ai cũng không có muốn, nghĩa là cái tinh thần của người ta cũng khép lại mà, cho nên không có nhiều cái hiện tượng nữa. Yes, có những cái hiện tượng lẻ, chẳng hạn như là Nam Hàn, Bắc Hàn bắn qua bắn lại chơi cho vui thôi. Rồi một cái hiện tượng khác nữa là ở Venezuela đó, có một cái cuộc tấn công mà họ bắt cái ông tổng thống Maduro. Nhưng mà nói chung, ngay cả những cái sinh hoạt quân sự của thế giới đi nữa đó, nó họ cũng vì cái con corona nó chậm lại. Chính vì vậy mà anh em chúng tôi cũng không có chia sẻ, không có phân tích về những cái tin đó. Còn trở lại những cái vụ bây giờ tòa đang xử đó, thì vào tuần tới chúng ta nên nhớ là bên cạnh cái Obamacare, bây giờ tuần tới là cũng là cái phiên họp của tòa tối cao mà, thì có ba cái vụ nó liên quan tới tổng thống Donald Trump mà anh em chúng tôi cũng đã chia sẻ trong nhiều chương trình trước rồi. Thì ngày hôm nay biết là tuần tới ba cái case để nằm trước tối cao pháp viện, thì nên chúng tôi tóm lại thôi. Chúng ta nên nhớ là Trump đó có nhờ một cái công ty, là công ty kế toán đó, tên là công ty Mazar. Thì cái công ty Mazar là chuyên môn là lo những cái tiền bạc gì của công ty Trump. Thì lúc đó thì ban gọi là oversight đó, tức là cái ủy ban mà kiểm soát của Hạ viện đó, họ có subpoena, họ có đòi là cái công ty kế toán Mazar đó phải đưa ra những cái thông tin mà nó liên quan tới công ty Trump. Mà chúng ta biết là mà nó nói tới mà liên quan tới công ty Trump đó, thì mình cũng đã nghe cái ông Cohen, cái ông mà ở tù đó, ông cũng đã nói rồi là mỗi một lần mà làm ăn đó thì Donald Trump luôn luôn có hai con số. Cái con số mà thí dụ muốn mượn tiền nhà băng đó thì mình đội lên, chẳng hạn như cái Trump Tower thí dụ nó đáng giá là 500 triệu chẳng hạn, đội ra giá lên là 300 triệu để mà ăn gian, để mà mượn tiền nhà băng, lấy cái đó làm vật thế chấp mà để mượn tiền. Đối với các nhà băng thì đội giá lên, mà đối với sở thuế thì hạ giá xuống. Hỏi Trump Tower là bao nhiêu vậy? Chỉ có 50 triệu thôi, tại vì cái đó là cái property tax, mình phải hạ giá thì mình mới trốn thuế. Thành ra cũng một cái Trump Tower thôi, mà lúc đó thì nó có lên tới gần bạc tỷ, có lúc nó còn có vài chục triệu. Là thì cái lối làm ăn như vậy là cái lối làm ăn fraud, có nghĩa là gian dối. Và chính vì vậy cho nên ủy ban kiểm soát Hạ viện họ subpoena,
mà rất là nhiều, nào là tài sản nè, rồi còn cái vấn đề dùng tiền, chẳng hạn như ông Cohen ông nói là dùng tiền để mà là trả tiền cho mấy cái chuyện mà bịt miệng người ta này nọ vân vân đó, thì đủ thứ những cái phạm pháp trong đó, biểu đưa giấy thuế ra thì không đưa, cho nên họ subpoena cái công ty Mazars này, vừa vừa như thế là bên bên Hạ viện vừa đưa qua subpoena đó, thì công ty Mazars họ buộc là họ phải đưa, thì tổng thống Trump kiện họ ra tòa liền, nói là họ không được quyền đưa. Và cái sự kiện ra tòa đó dựa trên một cái căn bản là tôi là tổng thống, tôi muốn làm gì tôi làm, không có ai được quyền đụng tới. Thì đó là cái chuyện cái case của Mazars. Tương tự như vậy cái case của Deutsche Bank. Deutsche Bank chúng ta biết là Donald Trump sau khi mà làm ăn rồi không trả nợ rồi giật nợ rồi khi mà giật nợ rồi còn kiện mấy nhà băng nữa, chính nhà băng lớn nhất của Mỹ nó là không chịu làm ăn với Donald Trump nữa, cho nên Donald Trump chỉ còn làm ăn tài chánh qua một ngõ mà lớn nhất đó là Deutsche Bank, cái nhà băng của Đức đó. Thì bây giờ những cái thông tin cho biết rằng là những cái người oligarch của Nga đó, những cái tay mình dùng dùng chữ tài phiệt đó, số tiền thì nhiều mà cái thế lực cũng lớn, nghĩa là sát cạnh với Putin đó, thì những cái tay đó nó gọi là oligarch. Thì những cái tay oligarch đó nó đã đổ tiền vào chi nhánh của Deutsche Bank ở bên Nga, rồi cái tiền đó mới đưa ra cái chi nhánh của Deutsche Bank ở bên Mỹ, rồi từ cái chi nhánh ở bên Mỹ mới đưa ra cho Trump bằng cái ngõ này cái ngõ khác, là tại vì cái nhu cầu của cái đám Nga đó là họ muốn rửa tiền. Và Donald Trump gần như là làm một cái trung gian như vậy, vừa rửa tiền mà vừa có lợi, có cái commission chính giữa, đủ thứ hết. Và do đó người ta là có một cái case thứ hai đó cũng là Donald Trump cũng kiện Deutsche Bank, yêu cầu Deutsche Bank là không được cung cấp cái tài liệu tự chụp của mình cho Quốc hội. Rồi cái case thứ ba đó là Donald Trump kiện cái ông công tố ở New York, cũng cũng chỉ mà chung quanh mấy cái chuyện đó thôi. Có nghĩa là bên phía bên bên New York đó họ nói rằng là Donald Trump đã làm những cái chuyện mà những chuyện này làm trước khi Donald Trump làm tổng thống, thì những cái chuyện đó là những chuyện mà nó tính nó có mà những cái trách nhiệm về dân sự và thậm chí có thể là hình sự nữa. Thì bây giờ ba vụ kiện đó đó, bên phía Donald Trump một cái luận cứ đối với tối cao pháp viện là Donald Trump nói là tôi là tổng thống thì tôi có cái quyền miễn trừ tuyệt đối, không có ai được quyền đụng gì tới đó. Thậm chí mà đây là luật sư của Donald Trump mà nói với một ông văn tòa đó, luật sư của Donald Trump nói là ông là Donald Trump được được miễn tố, là không có ai làm gì kể cả vi phạm hình sự. Thì cái ông tòa này ông mới hỏi cái ông luật sư của Donald Trump, ông nói là tôi nói một cái thí dụ thôi, tại vì cái này chính miệng tổng thống nói đó, tổng thống nói là đứng ngay giữa cái đại lộ số 5 của New York đó, Fifth Avenue đó, mà bắn vô mặt người ta đi nữa cũng không có được quyền truy tố phải không? Thì ông luật sư của tổng thống Donald Trump nói rằng là điều đó đúng như vậy, tổng thống mà đứng ở giữa đường bắn người ta cũng không sao nữa. Đó là cái lối lý luận côn đồ mà chứ không có dựa trên cái căn bản luật pháp. Và bây giờ thì đây là cái căn bản luật pháp mà mình nhìn vào nè, là nói chung thì cái sự việc mà cho rằng là hễ mà đã làm một tổng thống rồi mình muốn làm gì làm đó, cho tới giờ phút này về cái mặt mà cấu trúc của cái bản hiến pháp đó, cái cấu trúc của bản hiến pháp nó nói rằng là Quốc hội là họ làm luật, mà để cho họ làm luật thì nghĩa là tự nhiên gắn liền với cái quyền làm luật đó, đó là cái quyền điều tra. Họ phải điều tra, họ phải biết cái sự kiện như thế nào thì họ ra luật, thì cái luật đó nó mới hiệu quả. Chẳng hạn mình biết cái điều đó làm bậy, mình ra cái luật để mình ngăn chặn cái làm bậy đó mà. Vậy thì nếu mà ngăn Quốc hội không có quyền điều tra đó, coi như là tước cái quyền làm luật của Quốc hội. Bản hiến pháp nói như thế. Và những cái case mà nó từ cái thời ông Nixon qua tới Bill Clinton, luật pháp nó đều cho thấy rằng là cái quyền của tổng thống, mặc dù ông tổng thống ông có quyền lớn nhưng mà cái quyền đó bị giới hạn, chứ không phải là vô giới hạn, không phải là vô bờ muốn làm gì làm. Luật thì nó là như vậy. Bây giờ chúng ta theo dõi là
cái mà mình sợ nhất đó là nếu mà cái cơ quan cuối cùng của cái của Mỹ mà gọi là không có dính nhiều về chính trị thì bên cái đó là cái tòa án, nhưng mà bên phía bên từ lúc mà Trump lên làm tổng thống đó thì Trump liên tục những cái chỗ nào mà gọi là có trống đó là cài 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 thẩm phán vô liền, thậm chí những cái thẩm phán mà bất tài chưa có kinh nghiệm xử gì đó cũng đưa ra mà để mà trám vô mấy cái chỗ đó. Chỉ mong rằng là mấy ông đó đó là có cái quan điểm ủng hộ Trump thôi, thì đó là cái mà mình thấy nó đã xảy ra. Vậy thì bây giờ cái tòa chính vị ở trên 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 tối cao pháp viện bây giờ đó thì trong đó có hai vị là do Trump bổ nhiệm, thành ra cái nhóm mà gọi là bảo thủ đó là 5 mà nhóm gọi là cấp tiến đó là 4, thì chúng ta có một cái tỷ lệ 5-4. Mà ngày hôm qua mình nghe mình cũng giật mình nữa là cái bà Ginsburg ấy, bà năm nay bà 87 tuổi rồi, bà đi vào nhà thương mà bà đó bây giờ lớn tuổi lắm rồi, sức khỏe không có còn nhiều nữa, nhưng mà sở dĩ bà nhất định bà không retire là bởi vì nếu mà bà retire thì còn một cái ghế trống, mà một ghế trống là cái tay mà Senator Mitch Mitch McConnell đó sẽ bổ nhiệm thiệt lẹ một cái vị thẩm phán tối cao mà cuồng Trump nữa thì mệt, phải không? Thành ra bà cũng ráng. Bây giờ mình cũng không biết là bà có thể kéo dài tới mùa thu, tới cuối năm hay không. Nhưng mà nếu một cái chữ big if, mà nếu 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 mà cái tòa tối cao này mà họ bẻ cong luật pháp đến mức độ họ nói rằng là một vị tổng thống muốn làm gì thì làm đó, thì nó là một cái nỗi buồn cho nền hiến pháp Mỹ. Là tại vì mình biết Trump đó là có thể tháng 11 này nó ra đi mẹ nó rồi, hay là hơn lắm nữa thì nó kéo thêm được 4 năm nữa đi nữa đó, nhưng mà trước hay sau gì Trump cũng ra đi. Nhưng mà bản án của chính ông ở tối cao pháp viện này, nếu mà mấy ổng lại phán quyết là tổng thống có một cái quyền rất là lớn là muốn muốn làm gì thì làm đó, nếu mà tối cao pháp viện mà nói lên cái điều đó có nghĩa là trong tương lai, những tổng thống trong tương lai, ông dân chủ cũng vậy, ông cộng hòa cũng vậy, cứ dựa theo cái đó mà làm bậy đó thì nó sẽ nguy hại tới cái bản hiến pháp và nền dân chủ của Hoa Kỳ mà. Cho nên làm cái phân tích như vậy và tôi vẫn tin, cho dù nói gì nói hồi hộp thì hồi hộp, nhưng mà tin thì vẫn tin. Tôi hồi hộp nhưng mà tôi tin rằng là chính vị ở trên tối cao pháp viện đó dựa theo những cái luật của những cái hồ sơ đã qua, những cái luật mà bây giờ nó đang còn giá trị đó, để mà mấy ông biết rằng là Donald Trump làm tổng thống đi nữa không phải là muốn làm bậy gì thì cứ làm, và nếu mà mấy ông phán như vậy đó, điều đó có nghĩa là công ty Mazda rồi Deutsche Bank và những cái công ty của Trump đó bắt buộc phải đưa những cái tài liệu đó ra, bởi vì tổng thống không phải là có một cái quyền làm bậy tuyệt đối. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, khi mà nghe nói thật sự là một vị tổng thống có phải là một vị vua hay không và có cái quyền mà đứng trên luật pháp hay không, trong lúc mà chúng ta chờ đợi cái sự phán xét từ chính vị ở tối cao pháp viện, cái điều này có lẽ là chắc chắn luật sư Duyên sẽ theo dõi để mà có thể tường trình đến cho quý vị. Thì luật sư Duyên có nói đến trước khi mà tổng thống đi Phoenix, Arizona thì ông có giận dữ, ông có chửi cái nhóm Lincoln Project đã chỉ trích ông. Thì không biết là luật sư có ghi nhận những cái sự giận dữ, những cái sự chửi bới của tổng thống Donald Trump liên quan đến một cái chương trình cắt giảm thuế của tổng thống Donald Trump, mà ông cũng gặp cái sự kháng cự của chính trong đảng Cộng hòa của ông. Và các vị thượng nghị sĩ này cũng lên tiếng gọi là nói về cái quỹ cứu trợ coronavirus tiếp theo. Chúng ta đã biết là đã có ba cái chương trình cứu trợ rồi và tiếp tục còn có thể có nữa. Thì những vị thượng nghị sĩ này cũng lên tiếng phản đối Tổng thống Donald Trump. Thì không biết là Tổng thống có chửi chính những vị trong đảng Cộng hòa của ông hay không, thưa luật sư Duyên? Cái chửi mà chửi rõ thì chưa, nhưng mà mình phân tích coi là tại sao tổng thống muốn cái điều này. Chúng ta nên nhớ là cái điều mà tổng thống bây giờ đang muốn là cái gì, ngoài sau những cái gói cứu trợ lúc thì vài trăm tỷ lúc thì vài ngàn tỷ,
cho cái những cái người như chúng ta, rồi để mà những cái gia đình mà gặp khó khăn đó, nhưng mà nhất là những cái người công nhân đó, mà mất mất việc đó, thì người ta có thể người ta tồn tại được đó. Bây giờ trong trong những cái gói đó đó, nó có những cái điều nó rất là chặt chẽ, là những công ty của Donald Trump, của ông phó tổng thống Pence và của những người trong nội các đó không được quyền chấm mút vô mấy cái gói mấy ngàn tỷ đó. Thành ra tổng thống có vẻ bực bội lắm. Cho nên mà khi mà người ta đã ra như vậy rồi, thì nó có một cái chuyện là để mà xài tiền tới đâu đó, thì cái người mà theo dõi kiểm soát để mà để biết là đừng có xài tiền tầm bậy đó, thì là cái đó ông đó là cái ông Inspector General, tổng thống đuổi luôn cái ông Inspector General. Thì lúc đó là người ta đã nghĩa là những cái thế lực chính trị người ta đã nhìn nữa là hình như là tổng thống bực bội lắm rồi đó, không có bây giờ tiền đó mà tổng thống muốn chấm mút mà chấm mút không được, mà thì bây giờ tổng thống lại đang vận động. Cái vận động của tổng thống lần này là miễn thuế, mà miễn thuế gì? Miễn thuế payroll. Trong một chương trình khác, anh Duy với Lệ Ngọc cũng chia sẻ với gia đình NVR rồi đó, là cái vấn đề cái payroll tax, là mình quý khán giả mà mình đi làm đó, luôn luôn cái mình có một cái tờ giấy nhỏ nhỏ, nó ghi nhỏ nhỏ là trừ thuế gì, thì trong đó nó trừ thuế, thí dụ như mình làm 1.000 đồng đi, thì họ trừ ví dụ 100 đồng để mà cho cái quỹ Medicare, rồi 100 đồng cho về quỹ Social Security chẳng hạn, như vậy. Đại khái tôi nói đơn giản cho nó dễ hiểu mà. Thì mỗi một lần mà chúng ta đóng tiền đó, thì luật nó buộc là cái người chủ phải match. Có nghĩa là thí dụ người người công nhân người ta lãnh chưa trừ thuế là 1.000 đồng, mà người ta sau khi trừ thuế người ta còn 800 á, thì là cái tiền của họ đóng vô mấy cái quỹ mà tôi mới vừa nói, thì người chủ cũng phải match. Có nghĩa là nếu mà người 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 công nhân mà đóng 100 đồng thì người chủ cũng đóng con số chính xác thì tôi không biết, nhưng mà nó cũng thí dụ mình nói cho nó dễ dễ để mà nói chuyện thôi, người người chủ cũng phải đóng góp nghĩa là 70-80 gì để mà match với con số của cái người công nhân, thì cái đó nó gọi là cái payroll tax. Cho nên những người nào mà làm chủ doanh nghiệp đó, nhà hàng chợ này đó, thì biết là cái người kế toán của mình đó là tới kỳ, ngoài cái chuyện mà đóng những cái thuế má này ra, có phải phải đóng cái payroll tax, là tại vì mình hãy mà công nhân của mình đóng tiền vô mấy quỹ đó, mình cũng luật nó buộc mình cũng phải đóng vô nữa, đóng cho công nhân của mình mà. Vậy thì bây giờ tổng thống lại vận động là trong cái thời gian đại dịch này nè, miễn cái payroll tax đi. Mình nghe như vậy thì mình nói là gia miễn cái payroll tax chắc là tốt cho mình. Tốt cho mình thì ít, là tại vì mình có thể mình xê một cái paycheck 100, 200 hay là vài chục gì đó. Nhưng mà các cái công ty lớn đó mà miễn payroll tax đó, là mình đang nói cái chuyện hàng trăm triệu. Và cái điều đó là cái điều Donald Trump muốn. Là tại vì các công ty của Trump và công ty của những cái người mà ủng hộ Trump đó, đầy giấy đó, mà miễn payroll tax đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ không có đóng thuế, có nghĩa là họ không có đóng thuế phần payroll đó trong một thời gian, có nghĩa là họ hốt vài trăm triệu, vài tỷ dễ dàng. Mà khi họ hốt như vậy thì ai là nạn nhân? Tức là cái quỹ Social Security, cái quỹ Medicare của chúng ta đó là nạn nhân. Sở dĩ chúng ta đóng bây giờ là để khi mà chúng ta tới cái tuổi 60, 65 chúng ta retire đó, thì chúng ta có tiền rồi, chúng ta có sức khỏe. Mà bây giờ mình cứ tối ngày mình cứ nước Mỹ này cứ lo nè, lo là Medicare sẽ cạn, rồi Social Security sẽ cạn. Mà trong khi đó đại tổng thống Donald Trump thì cứ rút ruột Medicare, rút ruột Social Security bằng cách giảm thuế, giảm thuế, giảm thuế. Mình nghe như vậy thì mình hiểu là Trump đang làm cho cái gì, ngoài làm việc cho làm nô tài cho Putin ra đó, thì Trump đang làm việc cho những cái thế lực giàu đó. Cái thế lực lực đó là 1% mà nó nắm tài sản của nước Mỹ gần như là 95% rồi đó, lọt vô tay 1% đó, thì Donald Trump còn muốn cái đám đó nó chấm mút nhiều hơn nữa. Bởi vì cái đám ra cái luật này đó, cái đám đó là cái đám chấm mút được hưởng nhiều, và Donald Trump cũng lại là một cái thằng chấm mút nữa, tại vì những công ty của Trump cũng sẽ được hưởng cái thuế đó.
Chính vì vậy mà ngay bây giờ dân biểu nghị sĩ của dân chủ thì họ chống 100% rồi, ngay cả dân dân biểu và nghị sĩ của Cộng hòa cũng cũng chống nữa. Khi mà đưa ra đó thì Pelosi lời rất là nặng đó, no way, không có. Trong khi là ông Grassley ngày hôm qua là ông Cộng hòa đó, mà ông cũng nói rằng là cái này chúng ta phải làm có trách nhiệm, chứ không phải là cứ giảm thuế là giảm thuế. Quý khán giả thấy không, 2018 giảm thuế một cú vài trăm tỷ và vài ngàn tỷ đi vô nhà giàu rồi. Bây giờ trong cái cơn đại dịch này đó, ngoài cái chuyện mà chúng ta là cái người thường, chúng ta gặp khó khăn rồi, tổng thống cũng ráng mà cho cái đám nhà giàu nó chấm mút tiếp đó. Thì cái đó nó nói lên cái bản sắc của Donald Trump. Trở lại với liền Và cái điều đó cũng cho chúng ta thấy là từ giờ cho tới ngày mà chúng ta đi bỏ phiếu đó, thưa quý vị, trong cái chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump, thì ông cũng phải có một cái sự kiện gì để mà bắt đầu nói đến, và cái nỗi lo đó có lẽ là quý vị thính giả cũng đã mường tượng ra được rồi. Ông đã lo chuyện gì đối với Tổng thống Donald Trump? Thì thưa với luật sư Duyên, khi mà nói đến vấn đề thuế đã làm Lệ Ngọc nhớ là trong ngày hôm qua, thì ở bên phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cũng đã lên tiếng và cho rằng là Mỹ không nên dùng thuế để mà làm cái công cụ trả đũa cái cách mà Bắc Kinh Trung Quốc đã giải quyết cái cuộc khủng hoảng của COVID-19 để mà làm tổn thương những liên quan giữa hai nước. Do đó là không nên sử dụng cái vấn đề thuế để mà trừng phạt Trung Quốc trong cái thời điểm của đại dịch COVID-19 này. Và đặc biệt là cũng không nên truyền cái quả bóng trách nhiệm, cũng không nên đổ lỗi cho bên phía Trung Quốc để mà lây lan cái con virus này. Thì khi mà nói đến vấn đề này đó, làm Lê Ngọc nhớ là trong một cái cuộc phỏng vấn ở ngay trên đài Fox News trong ngày hôm kia, mà cái hình ảnh mà Lê Ngọc thấy đó là được quay tại đài tưởng niệm của cố Tổng thống Abraham Lincoln ở ngay tại thủ đô Washington trong tối ngày hôm kia. Thì Tổng thống Donald Trump ông đã lên tiếng, ông trả lời với Fox News rằng là ông cho biết là ông Tập Cận Bình đã nhất trí để mà ký thỏa thuận trong cái vấn đề mà thỏa thuận thương mại. Quý vị chắc là quý vị cũng đã một phần nào quên cái sự kiện này rồi, chúng chỉ vì cái con virus corona này thôi. Nhưng mà Tổng thống đã nhắc lại, thưa quý vị, là ông Tập Cận Bình đã nhất trí mà ký thỏa thuận vì những cái đòn giáng thuế của Tổng thống Donald Trump. Rồi ông lên tiếng ông ca ngợi cho chính ông cái chiến lược đánh thuế của chính Tổng thống Donald Trump. Đó là một cái công cụ đàm phán tốt nhất mà chính quyền của Tổng thống đã nghĩ ra và đã áp dụng. Thì quý vị còn nhớ cái thỏa thuận thương mại ở giai đoạn 1 mà ký kết hồi đầu năm năm 2020 vào tháng Giêng, đã khiến cho Mỹ nâng cái kế hoạch đánh thuế lên 155 tỷ Mỹ kim hàng hóa của Trung Quốc. Và Tổng thống Donald Trump ông giảm đi một nửa mức thuế nhập khẩu xuống chỉ còn có 7,5% đối với cái số tiền là 120 tỷ Mỹ kim hàng hóa xuất xứ từ bên phía Trung Quốc. Nhưng mà bên cạnh đó thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn giữ nguyên cái mức thuế nhập khẩu là 25% đối với cái lượng hàng hóa của Trung Quốc trị giá khoảng 250 tỷ Mỹ kim. Và để đổi lại với những gì mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị thính giả về vấn đề chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump, thì Trung Quốc cam kết là trong vòng 2 năm sẽ phải mua thêm ít nhất là 200 tỷ Mỹ kim hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ so với trước đây năm 2017, mà trong đó một cái lượng nông sản trị giá lên tới 40 tỷ Mỹ kim. Thì thưa quý vị, hiện nay vì cái ảnh hưởng, vì cái tổn hại rất là nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 bùng phát, dẫn đến cái việc là kinh tế của Trung Quốc lần đầu tiên mà bị suy thoái kể từ năm 1987. Do đó cái sự việc mà không biết là Trung Quốc có thể mà mua nổi hay là thực hiện đúng cái lời hứa 200 tỷ Mỹ kim hàng hóa cũng như là dịch vụ của Mỹ và 40 tỷ Mỹ kim trong đó để mà mua nông sản. Thành thử quý vị thấy cái vấn đề thuế và ngay cả cái quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc nó cũng đang ảnh hưởng vì cái con coronavirus này, thưa luật sư Duy. Nếu mà mình nhìn cái chuyện mà Lệ Ngọc mới vừa trình bày đó,
Thì thưa quý khán giả, mình phải nhìn từ hai góc nhìn, một cái góc nhìn của Mỹ và một góc nhìn của Trung Quốc, và đồng thời mình mới nhìn coi là thế giới người ta cái phản ứng của thế giới như thế nào. Thì trước hết cái nhìn của bây giờ mình nói cái nhìn của Mỹ đó, có nghĩa là cái nhìn của Donald Trump. Donald Trump nhìn đơn giản lắm, có nghĩa là cứ tăng thuế. Cái đám bộ sậu của Donald Trump họ cũng chỉ thấy như vậy, là cứ tăng thuế là mình ngon. Thực sự tăng thuế có làm cho Trung Quốc sợ hay không? Nếu mà riêng chỉ tăng thuế không đó, Trung Quốc có sợ hay không? Đây cái câu trả lời nè. Chúng ta biết là Trung Quốc không có trả cái thuế đó. Anh em chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Khi mà Mỹ tăng thuế đó thì cái hàng ra khỏi Trung Quốc cao hơn, người Mỹ nhập cảng phải trả giá cao hơn. Và khi mà trả giá cao hơn mà thì bán lại cho mình mua nè, thì mình sẽ trả giá cao hơn. Vậy thì ai là cái người trả thuế? Chúng ta là những người trả thuế đó, chứ Trung Quốc không có trả. Ngược lại, hàng đi qua bên Trung Quốc cũng vậy. Nếu mà Trung Quốc nện ngược lại thuế đó, thì người dân Trung Quốc trả cái thuế đó, chứ còn Mỹ không có trả. Nó thực sự nó là khi mà hàng hóa mà gia tăng đó, nó làm cho cái người tiêu dùng người ta không có đi mua nhiều nữa, thì nó làm chậm, cả hai phía, chứ không phải là nó không phải chỉ là đấm vào mặt Trung Quốc nói chuyện ba láp đó, thì ai muốn nói cũng được hết đó. Cái mà cái quan trọng nhất là cái đó là một cái sự thực, đến mức độ mà chúng ta nhớ là ngay cả cái phase một mà ngồi mà ký lại với nhau đó, thì khi khi mà có ký lại với nhau đi nữa, thì những cái phân tích cho thấy rằng là chính Mỹ cũng phải nhượng bộ một phần trong cái việc mà ký cái phase 1. Hồi mà chưa có coronavirus đó, Trung Quốc cũng không có care nữa, dù muốn đi tới đâu là tôi đi tới đó. Còn bây giờ thì mình nghe là Trung Quốc lại lên tiếng, thì hỏi rằng là có phải Trung Quốc lên tiếng là bởi vì muốn 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 gọi là bảo vệ cái quan hệ song phương với Mỹ hay không? Đương nhiên cả thế giới ai cũng muốn bảo vệ cái quan hệ với Mỹ đó. Nhưng mà sở dĩ mà Trung Quốc lên tiếng lần này thì chúng ta phải hiểu rằng là cái quan hệ với Mỹ cũng chỉ là một mặt thôi, mà Trung Quốc muốn muốn bảo vệ cái quan hệ giữa mình với nhiều cái khu vực kinh tế khác nhau, mà trong đó có Âu Châu trong đó. Chúng ta nên nhớ là Trung Quốc đó, với cái lối suy nghĩ của họ, với cái lối làm ăn của họ đó, Trung Quốc, tôi có lần tôi nói chuyện với một người bạn đó, nói là quan sát đi, Trung Quốc mạnh thì mạnh chứ Trung Quốc không có bạn. Tại sao Trung Quốc không có bạn? Là bởi vì ngồi xuống làm ăn đó cứ là Trung Quốc first, mà cái gì cũng Trung Quốc hàng đầu, không mà bỏ ra một cái gói tiền nói là quyền lực mềm đi nữa, nhưng mà cái hệ quả cũng là nguy hiểm cho cái nước kia không à. Trung Quốc là cái tay thủ lợi, một tay nguy hiểm mà. Cho nên Trung Quốc là một cái quốc gia mà cho tới giờ phút này đó, với cái quyền lực của Trung Quốc đi nữa, Trung Quốc là một cái quốc gia mà gọi là không có tôn trọng luật chơi gì hết trơn đó. Nó là một cái rogue nation. Cho nên xảy ra cái vụ vụ đại đại dịch này đó, chúng ta nghe, mình nên nghe rằng là mình nghe ngóng mình biết liền, Âu Châu cũng đã lên tiếng rồi, nói là Âu Châu quá ngây thơ với Trung Quốc rồi. Ông Bojo là nước Anh đó, nước Anh trong cái cộng đồng Âu Châu đó, cái nước Anh là cái nước mà muốn muốn tách ra khỏi Âu Châu để làm ăn nhiều với Trung Quốc. Và chính bây giờ ông Bojo ông cũng lên tiếng, ông cũng chỉ trích Trung Quốc rồi. Mà gần đây nhất là ông nói là cái hàng mà gọi là cái ventilator của Trung Quốc đưa qua bên Anh nó xài cũng không được nữa. Cho nên cái đó là cái mà Trung Quốc họ ớn. Tức là nếu mà quý khán giả để ý cái lịch sử, chiều dài của lịch sử đó, Trung Quốc chưa bao giờ có một người bạn gọi là đáng tin cậy hết đó. Một là Trung Quốc bắt nạt Việt Nam để mà Việt Nam quỳ gối xuống, nhưng mà hỏi Việt Nam có tin Trung Quốc không? Không có. Sát nách như vậy, tình đồng chí, tình anh em như vậy, hỏi Việt Nam có tin Trung Quốc không? Không, Trung Quốc không có bạn. Trong khi đó mình nhìn cả thế giới, mỗi một lần mà Mỹ mà đưa một cái động thái nào đó thì có một cái sự nhịp nhàng đó, tức là thế giới người ta tin vào cái lãnh đạo của Mỹ. Dĩ nhiên tôi nói là tôi nói trước trước cái thời Donald Trump đó. Cho nên ngay bây giờ trong cái khó khăn này đó, Trung Quốc phải lên tiếng liền. Trung Quốc phải lên tiếng để mà mình là một cái người, nếu mà trong cái khó khăn hai bên đó
thì tôi là một cái người nạn nhân. Thật sự là Trung Quốc chả là cái nạn nhân mẹ gì hết. Trung Quốc bây giờ từ bỏ, nói với mọi người rằng là tụi tôi không có tạo ra cái con virus. Yes, cả thế giới biết là con virus này nó là tự nhiên, nhưng mà cho dù cái tai nạn đi nữa thì ông là cái người mà ông làm xảy ra cái tai nạn, thay vì ông báo cho người ta biết để người ta chuẩn bị đó, thì ông nhiễm nó đi. Và cái đó là cái mà Trung Quốc sợ nhất. Cho nên Trung Quốc đánh tiếng với Mỹ là đừng có đổ thừa cho tụi tôi về cái con virus, là bởi vì ngoài cái quan hệ song phương với Mỹ đó, cái quan hệ đa phương giữa Trung Quốc và các cái khu vực kinh tế khác nhau đó, nó ảnh hưởng rất là mạnh, mà nó ảnh hưởng là vì cái niềm tin. Cho nên muốn là Mỹ ngưng đi, đừng có đổ thừa về các con virus nữa. Và giữa Mỹ với Trung Quốc nữa thì đừng có dùng cái tariff nữa. Là tại vì quý tín giả thấy không? Nếu mà bây giờ ngồi mà ký cái tariff mà ép là Trung Quốc phải mua hàng trăm tấn thịt gà, hàng trăm tấn thịt bò, hàng trăm tấn đậu nành đó. Nếu mà Trung Quốc mà phải mua của Mỹ nhiều hơn, điều đó là những cái khu vực kinh tế khác mà Mỹ phải mua của Âu Châu, Mỹ phải mua của Brazil, tự nhiên nó phải giảm thôi à. Trung Quốc không có muốn giảm cái chuyện đó. Mà thành ra đó là những cái lời kêu lên, những cái lời đánh tiếng, là tại vì nói gì nói, 1,5 tỷ dân Trung Quốc cũng chỉ tiêu thụ đó một bao nhiêu số thịt đó, bao nhiêu số đậu nành đó thôi. Mà mua nhiều hơn của Mỹ, như là Mỹ đòi hỏi, điều đó có nghĩa là giảm mua ở mấy nơi khác, thì cái quan hệ nó cũng khác đi mà. Nói chung Trung Quốc là một cái cường quốc, một cái nước mà có một cái sức mạnh, nhưng mà dùng cái sức mạnh của mình cũng chỉ bắt nạt người ta thôi, cho tới một cái thời điểm nào đó. Là ngay bây giờ Trung Quốc rất là lo sợ cái chuyện là vì cái sự đấu đá với Mỹ đó mà Trung Quốc mất cái liên hệ tới những cái khu vực kinh tế khác, trong đó có Âu Châu, trong đó có Nam Mỹ vân vân. Nói như thế để mà chúng ta có một cái nhìn nó rộng hơn về thế giới. Nhiều khi tôi thảo luận với những cái người mà họ chỉ biết có một chuyện đó là đấm qua đấm lại giữa hai nước thôi, nghe tới đó tôi không muốn bàn nữa. Tại vì mình cứ bàn mà vô một cái người mà người ta không hiểu đó, mình có nói tới mai cũng vậy thôi à. Thành ra không thèm nói nữa. Nhưng mà chia sẻ với nhau, với cái gia đình NVR, thì tôi muốn trình bày một cái toàn cảnh mà để mình hiểu là tại làm sao ngay bây giờ mà Trung Quốc cứ lên tiếng là đừng đổ thừa cho tôi, thứ hai đừng có đấu đá với nhau về tariff nữa. Cái nguyên ủy sâu xa của nó là như thế. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị, trong những cái giây phút cuối cùng của những cái bản tin trong ngày hôm nay, thì chúng ta cũng biết là đại dịch COVID-19 hiện đang gây ra rất nhiều tổn thất, và đặc biệt là những cái tổn thất rất là nghiêm trọng, từ vấn đề sinh mạng cho tới vấn đề kinh tế đời sống của chúng ta ở những cái khu đô thị khắp khu vực Đông Bắc của nước Mỹ, như là ở New York, New Jersey, Connecticut. Nhưng mà có một cái điều mà các chuyên gia, các vị bác sĩ họ có nhắc nhở đó, thưa quý vị, cái điều này có thể thay đổi, và lo ngại rằng những cái ổ dịch mới này có thể sẽ sớm xuất hiện nhiều hơn ở những cái vùng thôn quê. Vì tại sao? Vì cái hệ thống y tế nó yếu kém hơn ở những cái vùng đô thị. Nhưng mà không biết là trước khi mà tạm biệt quý vị thính giả, thì luật sư Duyên có thể nói đến trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta ở cái thời điểm này, có một cái điều gì mà nó thay đổi? Chúng ta biết rằng nó thay đổi rất nhiều, từ những vấn đề là hàng ngày chúng ta phải làm gì, chúng ta đi supermarket chúng ta phải mang mặt nạ, rồi phải giữ cái khoảng cách xa nhau, rồi làm việc ở nhà nhiều hơn, ít có gặp mặt nhau, giống như là face to face, gặp mặt nhau thường xuyên, trước mặt nhau, gần nhau. Thì không biết nói đến cái vấn đề giải trí, thì Lệ Ngọc cũng từng nói đến với quý vị cũng như luật sư Duyên, nào chúng ta nghe nhạc, rồi chúng ta có rất nhiều việc làm. Mà hiện nay Lệ Ngọc thấy có một cái điều nó rất là dễ thương, thưa với luật sư Duyên, rất nhiều quý vị thính giả nhắn tin vào nói: cô Lệ Ngọc ơi, tôi ở nhà, tôi làm bánh rất là nhiều nhưng mà tôi ngại, tôi không đi ra đường, tôi không thể gặp cô Lệ Ngọc để mà có thể cho cô Lệ Ngọc ăn những cái món bánh mà chúng tôi làm rất là ngon.
đó cũng là một cái điều dễ thương. Thì không biết trong này còn có một cái gì nó đổi mới, nó mới lạ khi mà tất cả những nhà hàng vẫn bị đóng cửa, rồi những rạp cine vẫn bị đóng, những quán bar. Thưa với là luật sư Duyên, không biết là luật sư Duyên có một cái gợi ý nào để gửi đến cho quý vị thính giả trong cái vấn đề mà giải trí hay không ạ? Sự thay đổi thì như Lê Ngọc nói đó, vô nhà hàng bây giờ ngồi cũng xa với nhau rồi, ngay bây giờ thì chưa được ngồi nữa, bây giờ thì còn đứng xếp hàng mà. Nhưng mà khi mà Lê Ngọc nói đó, làm cho anh Duyên đọc cái tin mới vừa đọc ngày hôm qua thôi. Quý thính giả nhớ là vào cái khoảng thập niên, nếu mà mình lúc đó mình còn ở Việt Nam đó, thập niên khoảng 60 đó, thì mình nghe nói là ở Mỹ có những cái rạp cine mà người ta lái những chiếc xe vô, thì nó gọi là drive-in theater đó, cái một cái màn ảnh thiệt là lớn, rồi nó có những cái chiếc xe mình mua vé vô thì mình đậu ở một cái trụ nào đó, thì mình mới câu dây vô, thì mình ngồi trong xe, thì âm thanh mình nghe từ cái xe của mình và mình nhìn lên cái màn ảnh mà. Thì có một cái thời, chỉ trong thời gian ngắn thôi, cái chuyện 5-3 năm gì đó đại khái, cái kỹ nghệ nó rộ lên kinh hoàng lắm đó. Nhưng mà cũng bạo phát bạo tàn mà, nó rộ lên rồi nó cũng chết thiệt lẹ. Thì lúc mà tôi đi qua cái vùng San Jose của tôi nè, ở vùng San Jose có một cái rạp hát lớn như vậy đó, mà sau đó nó không có sử dụng nữa, cho nên biến thành cái chỗ mà để người ta bán chợ trời đó. Thì hồi đó tôi đọc, lúc mà mới qua thập niên 80 đó, đọc mà nó viết về những cái bài về những cái drive-in theater vậy đó, thì họ nói rằng là cái này cũng giống như con khủng long vậy đó, tự nhiên bung lên và vậy mà nó tàn rụi rất là lẹ. Thì những cái người mà ai mà sống ở thành phố San Jose của chúng tôi thì nghe biết liền, ở có một cái chợ trời mà anh ở đây anh em chúng tôi gọi là chợ trời nhỏ đó, là đi vào trong đó thì mình thấy những cái vết, những cái trụ mà âm thanh hồi xưa đó, rồi cái màn ảnh thiệt lớn để mà cho một lái xe vô coi đó, thì nó gần như nó rụi tàn với thời gian rồi. Mà không ngờ nhờ cái con coronavirus vậy mà bây giờ nó sống lại. Thì cái công ty mà cho lái xe vô coi đó, bây giờ họ có đâu 4-5 rạp hát gì đó ở California này, tôi không biết ở tiểu bang khác thì sao, thì bây giờ họ mở lại hết. Và họ cũng theo đúng cái luật kia, nó là bây giờ những cái gọi là drive in như vậy đó, ví dụ mà gia đình của mình đi 4-5 người đó, thì mình cứ ngồi trong cái xe van của mình, rồi mình vô mình cũng mua cái vé, thì cái luật của họ là những cái xe này đậu cách xe kia phải cái khoảng cách tối thiểu phải là 10 feet, rồi không có được đi ra khỏi xe, đã vô ngồi coi hết phim rồi mới được về, trừ trường hợp là thí dụ cần phải xài restroom đó, thì mình mới được đi ra, rồi mình phải mang mặt nạ vân vân. Thì trong cái mọi cái sự khác nhau đó, thì bây giờ mình thấy có những cái sự khác nhau nó cũng lạ. Thì cái drive-in, tức là đi coi cine mà ngồi trong xe, ngồi giữa trời vậy đó rồi coi, thì tôi không biết là mấy tiểu bang khác có hay không, nhưng mà tôi sống ngay cái chỗ mà có một cái drive-in theater đó, thì hổm rày báo chí địa phương cũng nói rằng là nó đã mở cửa lại rồi, nó hoạt động trở lại rồi. Thành ra có những thứ mà nó vang bóng một thời mà giờ nó sống lại, trở lại với đây không? Dạ vâng, riêng đối với Lê Ngọc thì Lê Ngọc sẽ nhắc nhở quý vị nha. Tại vì Lê Ngọc biết là với cái thời gian của đại dịch Covid-19, chúng ta có quá nhiều những chuyện lo lắng. Cái cuộc sống chúng ta bỗng dưng nó thay đổi một cách kỳ lạ, không bao giờ chúng ta thấy nó xảy ra trước đây. Thành thử có nhiều chuyện chúng ta quên. Nhưng có một cái ngày lễ mà chúng ta đừng nên quên nha thưa quý vị. Đó là vào ngày thứ bảy của tuần này, đó là ngày lễ mẹ Mother Days. Thì chúng ta biết đây là một cái dịp để mà chúng ta kỷ niệm. Nhưng mà không biết năm nay thì chúng ta sẽ làm gì trong cái ngày này, khi mà chúng ta vẫn chưa có thể mà có những cái bữa tiệc hay là dẫn mẹ chúng ta đi ra nhà hàng nữa. Nhưng chúng ta cũng đừng quên vẫn tiếp tục tôn vinh những người mẹ, vì chúng ta biết là người mẹ đó là một, gọi là ngay cả chính Lê Ngọc cũng là một người mẹ. Thưa với lại luật sư Duyên, thì cái hình ảnh tôn vinh người mẹ như thế nào, cái trái tim của chúng ta mọi người đều cảm nhận được. Thành thử tạm biệt quý vị thính giả với nhạc phẩm Lòng Mẹ. Xin kính chào quý vị thính giả và hẹn gặp lại vào lần tới cũng trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR, phát đi từ thủ đô Washington.